Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Gặp mặt các điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ qua 20 năm trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân để phát triển thành phố và đất nước. Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào tìm hiểu hoạt động của trường nông nghiệp thuộc trường Đại học Cần Thơ về vùng nuôi cá da trơn ở khu vực Cùng Sơn thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã trở thành nơi gặp gỡ giao lưu, nơi hội tụ quen thuộc của những người có chung niềm đam mê sáng tạo và tình yêu đối với khoa học. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt đoàn đại biểu gồm lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ cùng 100 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và những cá nhân điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ qua 20 năm trực thuộc Trung ương. Cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trân trọng báo cáo với Chủ tịch nước những thành tựu nổi bật về phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Cần Thơ qua 20 năm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nghị quyết, chính sách của Trung ương với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo được những dấu ấn nổi bật. Vị thế của thành phố chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực. Với khát vọng lớn, tư duy đổi mới, Cần Thơ nhất định sẽ tạo nên những giá trị mới để ngày càng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu báo cáo chia sẻ về những việc làm thiết thực của mình như chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, vượt khó, hỗ trợ nhau thoát nghèo bền vững, tập hợp đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tinh thần yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, cũng như kỳ vọng, tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, luôn quan tâm theo dõi quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ và vui mừng trước những thành tựu đáng tự hào của thành phố trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đối với các gương điển hình, mỗi người có một góc độ, vị trí cống hiến riêng, nhưng gặp nhau ở tấm lòng, vì Cần Thơ, vì đất nước. Chính những suy nghĩ, hành động đẹp đã tạo sức mạnh to lớn để có được kết quả đáng trân trọng như thời gian qua. Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đang trong giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn xa, khát vọng lớn, đòi hỏi quyết tâm của mỗi địa phương, của từng người dân. Trong giai đoạn mới, thành phố Cần Thơ cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả các nghị quyết chính sách của Trung ương dành cho thành phố. Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt coi trọng yếu tố con người, đặt vai trò của người dân ở trung tâm. Các cấp chính quyền gần dân, sát dân, nỗ lực kịp thời giải quyết khó khăn, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi ngành, lĩnh vực, dựa trên phát huy phẩm chất thế mạnh của người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, để dù ở vị trí nào, người dân cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Còn trong sáng nay, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các ban ngành trung ương và các ủy ban của Quốc hội đã có buổi gặp đoàn đại biểu gương điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trên tất cả các lĩnh vực trong 20 năm qua. Mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là cơ chế đặc thù và các nội dung quy hoạch vừa được chính phủ phê duyệt, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư để tạo động lực phát triển cho thành phố. Thay mặt đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo đột phá phát triển bền vững.
Chiều nay 15 tháng 12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Quy hoạch điện 8 đã xác định danh mục các dự án, đề án, quy mô công suất theo loại hình nguồn điện, giải pháp để triển khai thực hiện từ nay đến năm 2030, xác định phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện. Tại hội nghị, đại diện các địa phương cho biết đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất kiến nghị bổ sung danh mục các dự án nguồn điện như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 căn cứ theo nhu cầu thực tế của địa phương. Bộ Công Thương cũng kiến nghị ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 theo hai giai đoạn, đồng thời có phương án xử lý cụ thể đối với dự án điện mặt trời tập trung cũng như giao các địa phương xây dựng danh mục dự án nguồn điện năng lượng tái tạo nhằm tận dụng nguồn lực và hiểu biết của mỗi địa phương trong việc lựa chọn các dự án tốt nhất để phát triển trên địa bàn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương xây dựng các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch điện 8 hiệu quả. Bên cạnh đó, định hướng cho các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quy hoạch trong từng giai đoạn. Hôm nay 15 tháng 12, tập thể lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tiến hành kiểm điểm năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Năm qua, lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ các quy định, đề án của Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Tham mưu hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng đúng quy trình quy định, thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, đảm bảo tính dân chủ, thuyết phục, hiệu lực hiệu quả dân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế đã nêu tại hội nghị, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy định để tham mưu công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đúng quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, sáng nay 15 tháng 12, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào do đồng chí A Nủ Phạp Tủ Nã Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn, đến tham quan và tìm hiểu hoạt động của trường nông nghiệp thuộc trường Đại học Cần Thơ và vùng nuôi cá da trơn ở khu vực Cồn Sơn thuộc phường Bờ Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo một số sở ngành thành phố cùng tham dự. Trường nông nghiệp hiện có 7 khoa với hơn 3.000 sinh viên đang theo học, bình quân mỗi năm trường tuyển từ 800 đến 1.000 sinh viên. Ông A Nủ Phạp Tủ Nã Lâm ấn tượng trước cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm bảo tồn gen thực vật, kho đông lạnh bảo tồn hơn 3.000 giống lúa quý hiếm của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước của trường nông nghiệp. Các thành viên của đoàn trao đổi tìm hiểu về hoạt động kết nối giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp, hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật lĩnh vực nông nghiệp. Đoàn đề nghị thành phố Cần Thơ quan tâm cấp thêm nhiều suất học bổng để học sinh sinh viên Lào có cơ hội học tập tại trường Đại học Cần Thơ. Đoàn cũng tham quan vùng nuôi cá da trơn của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thủy sản miền Nam khu vực Cồn Sơn. Công ty hoạt động hơn 19 năm. Đến nay đã mở rộng 14 vùng nuôi ở các tỉnh thành Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng với diện tích hơn 100 hectare. Đáp ứng yêu cầu xuất khẩu trên 100 thị trường toàn thế giới, chủ yếu là xuất khẩu sang EU, Mỹ, Canada, Australia, Nam Mỹ, châu Á, Trung Đông, dân dân. Tại thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI vừa tổ chức hội thảo chiến lược quản lý trồng trọt thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam và gần 100 đại biểu là các nhà khoa học và đối tác tham gia sáng kiến EIA trên toàn cầu. Sáng kiến nông học xuất sắc hiện đang được thực hiện và đánh giá rộng khắp trên toàn hệ thống liên minh các tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Tại Việt Nam, IRI thực hiện sáng kiến EIA cùng với sự đồng hành của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau gần 3 năm hoạt động, sáng kiến nông học xuất sắc đã đạt được những kết quả đáng kể. Các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và nhân rộng giải pháp nông học, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải cho Việt Nam. Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố quy trình kỹ thuật và ra mắt
soát sổ tay hướng dẫn cơ giới hóa gieo sạ tăng hiệu quả và giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long, trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực hiệu quả vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2045, SDMD 2045, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức tọa đàm SDMD trực tuyến quý tư năm 2023 với chủ đề Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đồng bằng sông Cửu Long, vai trò và giải pháp đáp ứng của công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin chuyển đổi số. Tại tọa đàm lần này, các bài tham luận tập trung vào các nội dung phát triển nguồn nhân lực công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin, đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển và sử dụng năng lượng xanh, nền tảng cho công nghiệp hóa hiện đại hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, phát triển các công nghệ dẫn dắt cho công nghiệp hóa hiện đại hóa, xu thế và hợp tác các bên. Tọa đàm các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước liên quan cũng đã giao lưu chia sẻ thông tin và đề xuất hướng nghiên cứu giải pháp khoa học nhằm phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào chiều nay tại hội trường Thành ủy Cần Thơ. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần và đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, là nơi hội tụ quen thuộc của những người có chung niềm đam mê sáng tạo và tình yêu đối với khoa học. Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 quy tụ 108 giải pháp tham dự, tập trung vào 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí, tự động hóa, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng. Qua hai vòng chấm, ban tổ chức đã chọn 45 giải pháp xuất sắc để trao thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả. Trong đó, ban tổ chức đã trao 29 giải khuyến khích, 5 giải ba, 7 giải nhì và 4 giải nhất. Ban tổ chức cũng chọn gửi 15 giải pháp đạt giải tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2022-2023. Hôm nay là rất là vinh dự là được nhận cái giải nhất của hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 2022-2023. Thì sau hai lần đạt giải nhì thì cuối cùng mình cũng đạt cái thứ hạng cao nhất, và đây là một cái công trình hết sức ý nghĩa và nó làm cho bản thân mình là phải không ngừng phấn đấu. Và những cái phát minh, những sáng kiến sau nó phải tốt hơn, nó phải ứng dụng rộng rãi hơn và được mọi người tin dùng và chấp nhận nhiều hơn nữa. Có một cái cảm xúc nó vô cùng đặc biệt. Thì thực ra hội thi năm nay thì có rất nhiều giải rất là hay. Còn về bản thân tôi thì sau khi dự giải đợt này về thì công ty chúng tôi sẽ nỗ lực để mà phát triển cái sản phẩm nó nhiều hơn nữa. Hội thi năm nay tiếp tục ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi luôn tạo điều kiện, động viên, khích lệ để đội ngũ cán bộ, chuyên chức, người lao động nghiên cứu sáng tạo. Các giải pháp đều hình thành từ thực tế học tập, nghiên cứu, lao động và sản xuất, nên mang tính thực tiễn, hiệu quả kinh tế xã hội cao, đã và đang được áp dụng vào sản xuất và đời sống. Một điều rất mừng là năm nay cái kết quả của hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 đợt này là cái chất lượng nó cải tiến rất là rõ rệt. Nó thể hiện mấy cái chuyện là thứ nhất là về mặt số lượng tham dự với thành phần tham dự là nó rất là rộng rãi. Về mặt chất lượng đó, có những doanh nghiệp họ đã làm những cái sáng tạo công nghệ, cải tiến công nghệ, họ đã bán được là vài tỷ, vài chục tỷ đồng. Qua 12 lần tổ chức, hội thi thực sự đã trở thành nơi hội tụ tôn vinh sự sáng tạo. Ngoài việc đem lại các giá trị về kinh tế, hội thi đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân và nhà khoa học. Tôi đề nghị các ngành, các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Ban tổ chức hội thi cần chủ động, tích cực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của thành phố và các cơ quan đơn vị, các ngành, các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của hội thi, hỗ trợ, giúp đỡ cho hội thi gắn với việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư có tiềm năng để giới thiệu, quảng bá, ứng dụng các sản phẩm đã đạt giải trong các cuộc hội thi. Tôi chính thức phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 13 năm 2024-2025. Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan đơn vị,
hội thi sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành phòng CT Photon Coating Nailstorm Alpha. Đây là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Christopher Davis Jones, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo các tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng hơn 100 chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y tế. CT Photon Nailstorm Alpha là thế hệ máy CT hiện đại nhất thế giới hiện nay, có thể phát hiện sớm, nhanh nhất và chính xác nhất bệnh lý động mạch vành, tim, một trong những nguyên nhân chính gây đột tử, đột quỵ do nguyên nhân tim mạch. Áp dụng công nghệ này sẽ nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh cho ngành y tế thông qua việc chẩn đoán chính xác hơn, tiết kiệm thời gian hơn, an toàn hơn, ít xâm lấn hơn so với các biện pháp chụp CT theo công nghệ cũ, giúp giảm chi phí và thời gian nằm viện, cũng như giảm được nguy cơ do điều trị xâm lấn gây ra cho bệnh nhân. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội Kỹ thuật hình ảnh y học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo y tế công nghệ cao và số hóa cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành phức tạp, tối ưu hóa kỹ thuật hình ảnh trong điều trị đột quỵ cấp. Hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành đã cập nhật những điểm mới, những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh động mạch vành phức tạp, cũng như những tiến bộ trong y học hiện nay có thể phát hiện sớm nguy cơ đột tử, đột quỵ và ngăn chặn kịp thời nhờ những trang thiết bị hiện đại giúp tối ưu hóa chẩn đoán hình ảnh trong điều trị đột quỵ cấp. Thưa quý vị, để hoàn thành dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cần Thơ - Cà Mau vào cuối năm 2025, các đơn vị thi công cần phải hoàn thành toàn bộ khối lượng đắp cát 18,5 triệu mét khối trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 để chuyển sang giai đoạn chờ lún. Vì vậy mà mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu cát cho dự án này. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng có công điện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long quyết liệt khẩn trương chỉ đạo các sở ngành triển khai đồng thời các thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện giữa các bước để hoàn thành, đảm bảo đủ điều kiện để các nhà thầu tổ chức khai thác chậm nhất vào cuối tháng 12 này. Đối với 9 mỏ mở mới, tỉnh An Giang 4 mỏ, tỉnh Đồng Tháp 2 mỏ, tỉnh Vĩnh Long 3 mỏ. Các địa phương nói trên cũng sẽ phải rà soát để có phương án nâng công suất khai thác các mỏ, đảm bảo hoàn thành việc cung ứng toàn bộ khối lượng đã được Thủ tướng giao. An Giang 7 triệu mét khối, Đồng Tháp 7 triệu mét khối, Vĩnh Long 5 triệu mét khối trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ hôm nay ngày 15 tháng 12, Công an thành phố Cần Thơ triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch và hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Theo đó, từ ngày hôm nay 15 tháng 12, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Cần Thơ và các quận, huyện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, đột nhập, mua bán hút chích ma túy, tệ nạn xã hội, quản lý chặt chẽ đối tượng xã hội không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác và kịp thời thông tin cho công an khi có đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông, nhất là tại các vị trí tập trung đông người, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đua kéo xe trái phép. Như thông tin chúng tôi đã đưa, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 12, Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn khảo sát trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là điều kiện và là cơ hội để cho các nhà vườn, các đơn vị kinh doanh quản lý du lịch thành phố Cần Thơ có dịp khảo sát thực tế cũng như trao đổi thêm những kinh nghiệm thiết thực phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến tham quan một số điểm du lịch tiêu biểu và nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh như khu du lịch sinh thái Vàm Sát, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, đường hầm metro, tuyến đường sắt đô thị metro Bến Thành Suối Tiên, khu du lịch Bình Quế 2 và sản phẩm du lịch buýt đường sông của thành phố mang tên Bác. Đi đến điểm nào thì thấy điểm nó cũng thấy sạch sẽ, khang trang,
để mình hai ngày nay tôi đã đi học hỏi để về áp dụng cho cái khu vườn và cái khu du lịch của mình ngày càng phát triển theo kịp du lịch hiện nay. Chuyến đi này thì nó rất là tuyệt vời đối với cơ sở của tôi, tại vì học hỏi rất là nhiều, sẽ áp dụng và sẽ có được những nguồn nhân lực về số lượng để phục vụ cho khách. Cùng với trải nghiệm thực tế, trực tiếp tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với nhau, Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia có dịp giao lưu, trao đổi cũng như kết nối tour tuyến với nhau nhằm nâng cao hơn nữa chuỗi giá trị về du lịch. Khảo sát rồi học tập được cái việc mà xây dựng cái sản phẩm du lịch mai và du lịch là đường sông, mà chủ yếu là du lịch đường sông. Chúng ta cố gắng làm thế nào đó là để kết nối tour tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ. Mà chủ yếu chúng ta đó là cố gắng làm thế nào đó để tham mưu để xây dựng đó là cái bến bãi phục vụ cho cái tour tuyến của đường sông, đường thủy của sông nước của Cần Thơ chúng ta trong thời gian tới. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh được xem là trung tâm du lịch lớn của khu vực Đông Nam Bộ, thì Cần Thơ là trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xét về tài nguyên du lịch, hai địa phương có một số nét tương đồng, trong đó sản phẩm du lịch đường sông được đánh giá là có nhiều triển vọng nếu như có sự đầu tư kết nối và khai thác hiệu quả. Vì vậy, hy vọng chuyến khảo sát sẽ giúp cho du lịch của Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Du lịch nước ngoài được du khách Việt Nam tìm kiếm rất nhiều trong năm vừa qua. Và theo công bố top 10 điểm du lịch nổi bật nhất năm 2023 do Google công bố, thì cả 3 vị trí dẫn đầu đều là các điểm đến quốc tế. Còn du lịch Hà Giang và Cần Thơ lần lượt xếp vị trí thứ 4 và thứ 5 trong danh sách này. Năm nay, khách du lịch Việt Nam thể hiện xu hướng tìm kiếm các địa điểm quốc tế đã quen thuộc với chặng bay ngắn như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Bali, Singapore, Malaysia. Các tìm kiếm về điểm du lịch trong nước vẫn chiếm một nửa trong top 10 điểm du lịch có xu hướng tìm kiếm nổi bật, gồm du lịch Hà Giang, du lịch Cần Thơ, du lịch Phú Quốc, du lịch Cồn Phụng, cho thấy du khách Việt Nam có xu hướng du lịch gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Trong đó, Cần Thơ thu hút sự chú ý của du khách từ mọi miền đất nước bởi cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp với hệ thống các kênh rạch, đồng bằng sông nước mênh mông. Du khách có thể tham gia vào các tour thuyền, khám phá chợ nổi Cái Răng, các điểm du lịch sinh thái để tận hưởng cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024 với nhiều chuyến bay, chuyến tàu miễn phí để đoàn viên người lao động về quê đón Tết và trở lại làm việc. Trong chương trình, Công đoàn Việt Nam phối hợp tổ chức 3 chuyến bay Công đoàn Xuân 2024 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 27 cho đến ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023, đưa hơn 670 đoàn viên, người lao động làm việc từ các tỉnh thành ở phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cùng với chuyến bay Công đoàn Xuân 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chuyến tàu Công đoàn Xuân 2024. Dự kiến sẽ có 30 đến 32 toa tàu tập trung miễn phí trên các chuyến tàu quả Bắc Nam và ngược lại để đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phía Bắc và trở lại đơn vị doanh nghiệp làm việc sau Tết. Và chiều nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ và chi nhánh bưu chính Viettel Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường bưu chính trong nước. Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ và Viettel Post Cần Thơ thống nhất một số nội dung về việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, tổ chức sơ kết tổng kết công tác phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu hỗ trợ Cục Quản lý Thị trường, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm pháp luật về chất lượng đo lường, giá, an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính, vân vân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.